trở lại với kênh Anh Em Sport.com. Và giống như đến hạn lại lên thì chúng ta lại gặp nhau. Mình vẫn là Hào. Ngày hôm nay Hào sẽ review cho các bạn về một dòng Nike Mercurial đỉnh cao thế hệ thứ 13. Thì ở dòng này Nike đã mở ra một chương mới nhằm khẳng định và chắc chắn rằng sẽ đem đến cơn sốt cho toàn cầu nói chung và ở Việt Nam, bóng đá Việt Nam nói riêng, về thiết kế mới mẻ, độc lạ và với phong cách vô cùng hiện đại nhất. Trước mặt Hào và trên tay Hào đang là những đôi Nike. Các bạn có thể thấy rất là nhiều màu. Màu môn nha các bạn. Màu vàng, cả đen nữa, trắng và xanh. Thì ở đây có 6 màu tổng cộng các bạn. Nike tung ra rất là nhiều mẫu với rất là nhiều màu. Các bạn có thể thấy thì so với thế hệ Nike Mercurial Pro của các thế hệ trước thì thiết kế và chất liệu thì nó cũng không có gì khác nhiều vì nó đã cực kỳ tối ưu rồi các bạn. Về upper thì nó vẫn được bằng chất liệu cũ và sợi dệt cũ. Các bạn có thể thấy nha. Đây nó gồm vô số sợi dệt mỏng và dai cực kỳ nhỏ. Nó được dệt theo công nghệ Linex. Công nghệ này có tính chất là cách dính đỉnh cao và cực kỳ đàn hồi. Thì nó giúp đảm bảo ôm chân đến mức hoàn hảo nhất. Và các bạn cũng có thể biết là về Nike Mercurial thì nó là thuộc ôm giày thon. Nhưng riêng về phân khúc Vaporrol này thì nó có thể phục vụ cho những anh em chân bè có thể mang được vì chất liệu nó quá tốt, vô cùng hoàn hảo rồi. Thì về phần đế nó vẫn là foam thon, nhưng về phần upper vẫn có thể vào foam hoặc racking hoàn hảo được. Thì tiếp đến là phần lưỡi gà. Chúng ta nói đến phần lưỡi gà thì nó đã thiết kế mới, thiết kế lưỡi gà liền hoàn toàn, thì nó giúp cho cái độ ôm chặt cổ chân mình càng nhiều hơn và sẽ có những bỡ ngỡ cho những ai mà chưa từng sử dụng hoặc là sử dụng lần đầu sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng từ những lần sau thì các bạn sẽ cảm thấy nghiện về cách mà thiết kế lưỡi gà này. Thì phần Nike vẫn đưa ra cho mình là cái ký hiệu Nike, móc Nike, các bạn có thể thấy nó chạy dọc hai bên má trong và má ngoài, nó tạo ra hình đối xứng nhìn rất là đẹp mắt, rất là phù hợp. Và bên ngoài phần upper nó được phủ một lớp da tổng hợp. Cái lớp da này thì nó giúp cho cái độ bám bóng, các bạn có thể thấy nè, độ bám bóng nó thuộc dạng những chấm nhưng nó không toàn bộ, nó thể hiện công nghệ và sự tỉ mỉ từ Nike mang lại. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến phần đế. Đế lần này được thiết kế mới mẻ. Có thể thấy các bạn, ở đây là hai dòng, vẫn là Nike Mercurial. Thì đế này các bạn có thể nhìn kỹ, thiết kế mới mẻ, rất là phù hợp với sân cỏ nhân tạo. Và nó được chia ra nhiều đinh nhỏ, hình trụ, chữ nhật chạy. Nó được thiết kế có chủ ý. Và những đế này thì chất liệu nó sẽ là cao su tổng hợp, nó cho độ bám sân rất là tốt. Và những lần mà các bạn ghê bóng thì các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và đế này thì cực kỳ bền, cho những bạn mà đá rất là hao dày thì các bạn nên sử dụng dòng này, nó cực kỳ bền luôn. Và đế cực kỳ êm, nó phù hợp cho những bạn mà đá nhiều mà vẫn giúp cho các bạn không bị đau chân vì đế cực kỳ êm rồi. Các bạn có thể sử dụng, các bạn thấy ai đã sử dụng rồi thì có thể đánh giá ở phần dưới cho Hào nha. Và cuối cùng là ở trong giày nó có lót thêm một lớp nỉ
rất là êm ái. Các bạn có thể nhìn rõ hơn và khi các bạn sờ vào phần góc này, các bạn có thể thấy được sự mềm mại của nó, rất là êm. Và số lần này Hào đã review cho các bạn rồi về Namiku Hero. Và nổi bật nhất ở đây thì các bạn có thể thấy là cái màu này, màu đang rất là hot, được săn đón rất là nhiều. Các bạn có thể thấy đế hai màu, màu môn chuyển về dạ quan và dẫn về môn, các bạn có thể thấy nha. Và nếu các bạn thấy clip kỳ này hay, các bạn có thể like và subscribe kênh của Hào và nhấn vào cái chuông bên cạnh để khi Hào ra những số sau thì các bạn nhận được thông báo sớm nhất. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những số sau.